8 game bài này, con Ewin với con Go 88 này, Sun này cũng được anh em nhá. Anh link game mình có để dưới phần mô tả cho anh em nha anh em nhá. Anh em cảm thấy con nào anh em chơi ok thì anh em chơi anh em nhá. Như mình thì mình chọn con 68 game bài anh em ạ. Em cầu này. Đang 3 tài anh em ạ. Đang 3 tài. Ôi phát này là xỉu 2 lít. Ui, 456 kìa. Bất tài anh em ạ. Bất tài. Mình thì hay đánh kiểu cầu về gì thì đánh đấy anh em ạ. Mình thì đánh ít thôi, ngày chơi ít thôi anh em ạ. Ngày chơi tầm 30 phút 1 tiếng thôi anh em ạ. Nó cũng rơi, nó cũng tùy, nếu mà hôm đấy hôm nào đỏ thì mẹ đánh vài tay ăn rồi thì mình nghỉ sớm. Còn nếu mà mẹ hôm nào mà nó hơi dai dẳng tí mẹ lại phải ngồi mẹ mân mê mẹ cũng mẹ tiếng trời anh em ạ. Kiếm mấy lít rồi anh em, kiếm mấy lít ngày kiếm 4-5 lít là được rồi. Rồi thế thôi. Tôi xem nào. Bệt này anh em, hôm nãy vừa bị xỉu đi, mẹ lại nhảy sang bê tài. Để bãi không này. Đầu nay em gặp mình lúc nãy thôi anh em ạ. Vào mẹ trước cách đây tầm 2, 4, 6, 8 tầm chục phút thôi anh em ạ. Mẹ bú no luôn. Cầu này đúng hợp lý luôn anh em. Cầu này đúng áp dụng mẹ cầu về gì đánh đấy là quá chuẩn luôn anh em ạ. Quá đẹp luôn. Anh em cứ chơi bình thường anh em, ngồi xem cầu các kiểu chạy thế nào rồi cũng chơi anh em. Đừng vội vàng anh em nhá. Tiền mình mà thắng thua cũng do mình hết anh em nhá. Thắng thua cũng do mình nạp các kiểu bán các kiểu anh em nhá. Chứ cũng chả có thằng cho mình được đâu anh em. Nên là mình phải đánh mình chắc chiêu nó anh em ạ. Ui đi mẹ, 6-1-1 kìa. Thế lại phải nhảy sang đánh xỉu rồi anh em. Thế vừa lại 2 lít, lại 2 lít rồi. Nhảy xỉu luôn anh, nhảy xỉu luôn. Cầu về gì đánh đấy anh em, cầu về gì đánh đấy. Vốn thì nói chung tùy vào vốn anh em. Nếu mà 1 triệu thì mình đánh tay nó nhỏ hơn. Đánh nhỏ hơn tí đi. Đánh nhỏ lên một tí anh em. Kiếm nếu mà 1 triệu, mình nghĩ nếu mà 1 triệu mà kiếm kiểu ngày 100 ấy thì đánh tầm tay tầm 50 này. Tay 50 này. Tay 50 là đẹp. Kiếm thế thôi anh em ạ. À. Mẹ đừng có nghĩ mà 1 triệu mà kiếm 100 mà nó dễ anh em nhá. Ngủ ngay anh em, quá hợp lý luôn anh em, quá hợp lý luôn. Thì mẹ cầu về gì đánh đấy, quá hợp lý. Anh em đừng tưởng dễ anh em ạ. Mình phải là người mẹ thực hành, phải làm đi thì nó mới biết được mẹ nó khó khăn thế nào anh em ạ. Còn nói thì nói chỉ nói thì nhiều anh em bảo mõm. Nói chung là phải thực hành anh em ạ, phải thực hành cho anh em xem. Giờ chỉ có thực hành này mới nói lên tất cả anh em nha. Còn mồm nói thì nói mẹ mình như gió ấy. Thích nói gì thì nói. Cùng video chỉ mang tính chất vui vẻ thôi anh em ạ. À. Chứ chả khuyến khích anh em chơi hay gì. Ui. Lại nhảy sang tài rồi anh em, lại nhảy sang tài thôi, lại nhảy sang tài rồi anh em. Sang tài luôn anh em nha, nhảy sang tài luôn anh em nha. Cầu về gì thì tình đấy anh em nha, cầu về gì thì tình đấy anh em nha. Mình không có tiền thì mình kiếm ít thôi anh em. Không có tiền lại muốn SH ô tô. Muốn tầm ngày kiếm được 2-3. Nếu mà có vốn to kiếm được 4-5 lít thì tốt, nhưng mà không có tiền thì kiếm lại 532 kìa, 532 kìa nhở.
Hôm ngày cứ bình thường cứ tầm 2 lít 3 lít là đẹp anh em ạ. Ngày cứ 2 3 lít là đẹp. Ngày cứ 2 3 lít là đẹp. Anh em không, trước khi chơi tài xỉu ấy, anh em phải tìm một cổng game mà nó gọi là uy tín anh em nhá. Đừng mẹ đi tin mẹ, nhiều lúc mẹ bọn nó đăng ảnh lên thì mẹ 50-60 triệu, mẹ anh em tưởng nó uy tín. Anh em phải tìm hiểu đã anh em nhá, phải tìm hiểu rồi mới chơi anh em nhá. Nhiều cái to quá cũng phải tốt đâu anh em. Đấy, ngon xỉu. Cứ thế là đẹp anh ạ, cứ thế là đẹp. Cầu cứ thế là đẹp anh em ạ. Tuy là nó có thể gãy nhưng mà nó kiểu vẫn ngồi lại được mà anh em, vẫn ngồi lại được mà. Đây, từ nãy đến giờ đây. Cứ cho bàn tay này. Đâu, từ nãy đến giờ. Từ nãy đến giờ đây. Tính ra từ nãy đến giờ nó cứ hòa đi hòa lại, hòa đi hòa lại cho anh em. Hòa đi hòa lại, hòa đi hòa lại. Cứ thế là được anh em ạ. Nó đừng sâu quá là được anh em ạ. Nó đừng sâu quá là được. Xíu xíu xíu. Ui, lại tài. Đấy, cứ đang ăn tay trả tay, ăn tay trả tay anh em ạ. Vừa ăn tay trả tay. Lại nhảy sang tài rồi anh em, lại nhảy sang tài thôi. Ui, hai xỉu một tài, hai xỉu một tài. Đẹp ấy nhở. Nhưng mà mình lại không, lối chơi của mình lại không thích chơi kiểu thế. Mình đang áp dụng cái cầu về gì chỉ đánh đấy thôi anh em. Mình không thể bỏ nó được. Tài gãy thứ hai này. Mình đang áp dụng cái đấy thôi. Xíu. Có nhiều em, giờ nhiều game lắm anh em. Giờ nói thật với anh em là trên mạng kiểu rất nhiều game luôn anh em. Đếm không nổi anh em. Giờ đếm không nổi. Mà tìm được một con uy tín rất là khó anh em nhá. Thật với anh em thế. Giờ anh em lướt trên mạng này đầy. Như mình thì mình hay chơi 68 game bài này, Ewin này, Go 88 này, Sun này. Mấy con đấy mình cũng, mấy con này mình thấy được anh em. Đấy, ăn ngay xỉu. Mình bảo anh em thế thôi. Còn nếu mà anh em thích chơi con nào thì anh em chơi. Anh em cảm thấy con game mình đang chơi, thấy mình chơi ok, anh em muốn chơi thì anh em ở dưới mô tả anh em nhá. Link tải game thì mình có để dưới mô tả cho anh em. Kiếm tiền ăn qua ngày thôi anh em ạ. Chứ cứ đặt chỉ tiêu mẹ làm con mẹ SH thì xa lắm anh em ạ. Nghĩ nó gần thôi anh em ạ. Ăn tay này nghỉ anh em nha. Ăn tay này ok. Nghỉ anh em nha. Hẹn gặp lại anh em video ngày mai nha anh em nhé.